đến với phần 3 của cách làm oro, cách câu oro nha các bạn. Đây mình đang làm nha các bạn. Giờ mình sẽ bắt đầu tiếp. Các bạn cột càng nhiều càng tốt. Các bạn cột càng nhiều càng tốt nha các bạn. Các bạn cột 5-6 vòng luôn các bạn ơi. Được rồi nha các bạn. 5-6 vòng thì cũng được. Nhưng mà mình đây mình cột hơn nó chắc ăn. Cái hơn nó bị bung ra. Cột như trước thì nó chắc hơn, tất cả không cắm được các bạn. Các bạn cột 2 vòng trở lên là các bạn tháo được ra đó. Tháo cái vòng tròn ạ. Mình cột được rồi nha các bạn. Mình cột hết vòng này được rồi. Rồi các bạn, cái nếu mà có dây dư ấy, các bạn lấy cái kéo các bạn cắt đi. Xong rồi giờ là thành một cái vòng tròn này rồi gì. Các bạn bẻ ngược lên. Xong rồi lấy cái dây của trên á, các bạn kéo vào đây là thành một ô to. Ô to các bạn chỉ cần, ví dụ nha, ví dụ đây là đầu oro thì các bạn cho vào đầu oro, các bạn giật mạnh đó là oro sẽ dính cần câu thôi các bạn ơi, rất dễ. Xin hai xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn nhớ like và đăng ký kênh cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.